Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình không có mua cá chép mồi cho tụi cá săn mồi của mình được. Và mình thấy con cá săn hỏa tiễn của mình khá là đói, thế nên là mình quyết định sẽ thử cho con cá săn hỏa tiễn ăn thịt gà xem phản ứng của nó như thế nào. Xem con cá săn hỏa tiễn nó có thích ăn thịt gà như con cá tai tượng với con hồng vĩ không. Thì đây là đùi gà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước này các bạn. Thì cái đùi gà này thì mình đã giới thiệu trong rất nhiều video trước rồi. Mình mua đùi gà ở Big C với giá là 40.000 đồng một ký nha các bạn. Rất là rẻ. Và cá của chúng ta sẽ ăn rất là bổ và rất là no luôn. Nó rẻ hơn cá chép mồi rất là nhiều. Tuy nhiên để cho cá của chúng ta có thể ăn được đùi gà thì mình phải tập cho nó các bạn. Các bạn phải để cho cá của mình thật là đói. Và chúng ta sẽ tập cho nó ăn. Khi nó đã ăn quen đùi gà rồi thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều thức ăn cho tụi nó. Các bạn thể thấy con cá tai tượng nó đang há hốc miệng ra chờ thức ăn rồi các bạn. Tại vì nó đang rất là đói rồi. Nhìn rất là vui các bạn. Đây là một miếng thịt cực kỳ ngon mình đã cắt ra từ mấy cái đùi gà ở phía dưới. Thì các bạn thấy miếng thịt này khá là to nha. Ui da. Đó là cảm giác mà chúng ta nuôi cá săn mồi cảm nhận được là cái sự rất là mạnh bạo của tụi cá săn mồi. Sẵn sàng nhảy lên trên đớp thức ăn từ chính tay của mình các bạn và ăn rất là tàn bạo luôn. Rồi thì trước tiên chúng ta thấy rằng con tai tượng châu Phi nó đang giành hết thức ăn của tụi cá khác rồi. Và chúng ta vẫn chưa có thể ném thức ăn cho con cá sấu hỏa tiễn của mình được. Và miếng này mình sẽ thả cách xa con tai tượng ra. Vẫn chưa tới được con cá sấu hỏa tiễn của mình các bạn. Con hồng vĩ nó vừa ăn miếng thứ hai xong. Rất là may là con tai tượng của mình nó đang ngậm thức ăn trong miệng, thế nên nó sẽ không giành thức ăn với tụi cá khác nữa. Còn con hồng vĩ thì nó sẽ ăn thức ăn đấy, thế nên chúng ta rất là dễ để cho con cá sấu hỏa tiễn có thể tiếp cận thức ăn của mình được. Và miếng tiếp theo mình sẽ cố gắng thả gần với con cá sấu hỏa tiễn hơn. Đây miếng này. Ấy, ok. Con cá sấu hỏa tiễn nó đã ăn thịt gà rồi các bạn. Nó đã chấp nhận ăn thịt gà rồi kìa. Wow. Và nó ăn còn nhanh hơn và gọn hơn cả con tai tượng châu Phi nữa. Các bạn phải hiểu rằng cái kết cấu miệng của con cá sấu hỏa tiễn tuy nó khá là hẹp nhưng mà khả năng nuốt của nó rất là ghê nha. Nó nuốt cái miếng mồi có thể to hơn cả cái miệng của nó nữa. Và chúng ta tiếp tục mà ném thức ăn cho tụi cá. Thì miếng này mình nghĩ con hồng vĩ nó sẽ ăn được. Không, con chia banda ăn các bạn. Nghĩa là hình như con hồng vĩ nó giành lại thức ăn của con chia banda rồi. Và chúng ta tiếp tục ném thức ăn xuống cho tụi cá. Rồi, ok, con cá sấu mỏ vịt của mình nó đã ăn miếng thứ hai rồi. Tuy nhiên con chia banda đang tới giành và không thể nào giành thức ăn được. Tại vì các bạn biết rằng cái kết cấu miệng của con cá sấu hỏa tiễn nó có răng rất là sắc và khả năng giữ miếng mồi của con cá sấu hỏa tiễn cực kỳ vững. Thế nên là rất khó có thể con nào có thể giành lại thức ăn với con cá sấu mỏ vịt được. Và miếng thứ 7 rồi các bạn. Tụi cá săn mồi này ăn rất là nhiều. Và mình phải cho thức ăn tụi nó liên tục như vậy. Thì theo cái mức độ ăn thì các bạn có thể tự đánh giá được. Đó chính là con hồng vĩ là con ăn nhiều nhất. Rồi tiếp theo sẽ là tới con cá sấu mổ vịt. Cá sấu hỏa tiễn, sức ăn của nó sẽ đứng thứ hai cho cái bể này. Nó ăn nhiều hơn cả con tai tượng kìa các bạn. Đó, nó đang đang phản ứng với cái miếng mồi của mình vừa ném vào kìa. Chúng ta cùng chờ xem.
Rồi thì miếng vừa rồi con hồng vĩ nó ăn mất rồi các bạn. Và chúng ta tiếp tục sẽ cho thức ăn thêm cho tụi nó. Nhiều đó chưa xây nhê với cái khả năng ăn của tụi cá săn mồi của mình các bạn. Rất là may và có một điều gì đó rất là đặc biệt là con tai tượng nó đang ngậm miếng mồi nãy giờ chưa nuốt vào trong được các bạn. Tại vì miếng mồi mình cắt quá to so với cái miệng của con tai tượng, thế nên là nó nãy giờ nó đang ngậm cái miếng thịt vào trong 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 miệng của nó và tiếp tục thả thức ăn vào. Các bạn có thể quan sát kỹ là do con cá sấu mổ vịt của mình nó phản ứng với thức ăn khá là chậm. Những cái thức ăn mà chìm xuống như thế này thì con cá sấu mổ vịt nó phản ứng rất là chậm. Chỉ có những cái thức ăn linh động như cá một chép mồi á thì nó mới phản ứng nhanh thôi. Còn đây là con la hán của mình. Thì mình cũng sẽ cho nó ăn thịt gà tương tự với những con cá sấu mổ khác. Dạo này các bạn có thể quan sát thấy là con la hán của mình nó đang lên màu rất là đẹp rồi và người của nó nhìn rất là mập. Tại vì mình cho nó ăn rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn không nên cho là con la hán ăn nhiều quá nha, tại vì mình đã bị chứng kiến con la hán sình bụng một lần rồi và nhìn rất là ghê các bạn. Thế nên là mỗi lần chúng ta chỉ cho con la hán của mình ăn khoảng tầm 3 tới 4 miếng thịt gà nhỏ là được rồi. Chúng không nên cho ăn nhiều, tại vì con la hán nó rất là tham ăn, nó ăn nó không biết trời đất là gì luôn các bạn. Thế nên chúng ta nên kiểm soát cái lượng thức ăn cho con cá la hán của mình. Không nó sẽ bị sình bụng và khó tiêu. Rồi, hôm nay nhiêu thôi nha. Hôm nay ăn nhiêu thôi là đủ rồi. Rồi chúng ta tiếp tục quay lại để cho tụi cá sa mồi này ăn cho xong đi các bạn. Ăn cho xong đi. Và lần này chúng ta đã thử cho con cá sấu hỏa tiễn ăn thịt thành công. Nghĩa là nó đã chấp nhận được thức ăn đông lạnh như là thịt và tôm đông lạnh. Thì con cá sấu hỏa tiễn này ăn rất là ok. Mình sẽ nhử nó ăn trên tay của mình như thế nào. À, vẫn ăn trên tay rất là tốt các bạn, rất là bạo gan luôn. Khả năng là nó sẽ phát triển kích thước rất là nhanh đây. Tại vì ăn nhiều quá mà. Tiếp tục ăn miếng nữa. Mình đang khá là lo lắng với cái khả năng phát triển kích thước rất là nhanh của con cá sấu hỏa tiễn này. Oh my god. Ăn 3 miếng liên tiếp các bạn. Trời ơi. Con Che Banda nó đang cảm giác rất là ghen tị với con cá sấu hỏa tiễn, tại vì nãy giờ con cá sấu hỏa tiễn ăn rất là nhiều thức ăn của con cá Che Banda của mình rồi, thế nên là nó đang cảm thấy rất là bực bội và nó đang xua đuổi con cá sấu hỏa tiễn ra chỗ khác. Và miếng này có lẽ là miếng cuối cùng các bạn, có lẽ miếng này là miếng cuối cùng. Chúng ta đã cho tụi cá săn mồi của mình ăn gần 15 miếng thịt gà các bạn. Rất là nhiều thịt gà luôn trong ngày hôm nay và có lẽ chúng ta nên dừng việc cho ăn ở đây. Tại vì tụi cá nó đã khá là no rồi. Và mình sẽ cho tụi cá sa mồi này ăn vào 2 ngày sau nữa các bạn. 2 ngày nữa thì mình sẽ cho ăn lần tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Mình đang có dự định mua con cá khủng long 6 sừng là Axolotl đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video mới nhất của mình. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.